Lễ giao nhận quân ở Quảng Ngãi sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 2. Đợt tuyển quân năm nay trong điều kiện có nhiều ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Việc đảm bảo quân số, bảo vệ thanh niên trúng tuyển an toàn trước dịch bệnh cũng như các quy định liên quan đến phòng chống dịch được huyện Trà Bồng đặc biệt chú trọng. Huyện Trà Bồng đang nỗ lực để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm nay. Tổ dân phố 6 thị trấn Trà Xuân có 4 thanh niên trúng tuyển. Cấp ủy chi bộ cùng với các đoàn thể tổ dân phố đã tổ chức đi thăm hỏi tặng quà, nhắc nhở tân binh bảo vệ sức khỏe, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Na thì chỗ tổ dân phố cũng vận động được một số tiền, cũng là món quà nhỏ nhỏ tặng các cháu và cũng động viên các cháu là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Còn về tinh thần thì tổ dân phố cũng thường xuyên vận động, chỗ thôn đội trưởng cũng thường xuyên đến nhà của gia đình có em các cháu đi lên đường nhập ngũ, thường xuyên là phải quản lý để cho cái số quân số chỉ tiêu nói chung là phải vô đầy đủ. Em rất là vui và được vinh dự là khi là được trúng tuyển vào nghĩa vụ công an năm 2022 năm nay. Khi mà được cô chú đến quan tâm, em riêng gia đình em rất tự hào, rất là vui khi được sự quan tâm của cô chú, chính quyền và địa phương ở đây. Thực hiện phương châm chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện, chính quyền xã Trà Sơn đã tổ chức gặp mặt thanh niên trúng tuyển. Toàn xã có 18 thanh niên trúng tuyển. Trước Tết, Trà Sơn là vùng đỏ theo phân cấp độ dịch COVID-19. Đảm bảo cho tất cả thanh niên trúng tuyển an toàn trước dịch bệnh là một nỗ lực lớn. Ban chỉ huy quân sự xã thường xuyên nhắc nhở thanh niên và gia đình thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Tổ chức gặp mặt thanh niên và gia đình trúng tuyển lên đường nhập ngũ năm 2022 để quán triệt số nội dung và cũng nhắc nhở và động viên thanh niên gia đình để đảm bảo chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022. Từ ngày nay đến ngày 14 mình cũng dặn dò cho nó để đừng uống rượu uống bia để xuống tách để trúng tuyển đi lên đường nhập ngũ. Năm nay huyện Trà Bồng có 131 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự, 14 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến xã đã tăng cường công tác quản lý những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ngày mai 14 tháng 2, thanh niên sẽ được tập trung để lấy mẫu xét nghiệm PCR COVID-19 lần cuối trước khi giao nhận quân. Trước khi giao nhận quân thì sẽ tổ chức test nhanh và lưu giữ tập trung số thanh niên này tại hai khu vực tập trung trên huyện chứ không lưu giữ tại không để bảo quản lý tại xã để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cái ngày lễ giao nhận quân. Huyện Trà Bồng cũng đã chuẩn bị 3 kịch bản cụ thể cho lễ giao nhận quân theo tình hình từng cấp độ dịch để ngày giao quân thực sự là ngày hội tổng quân.